Giá thịt lợn hơi tại miền Bắc đồng loạt đi ngang sau một thời gian liên tục tăng. Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng không ghi nhận nhiều biến động mới, giá giảm nhẹ. Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh tăng mạnh ở nhiều địa phương, mức điều chỉnh từ 2.000 đến 4.000 đồng một kg.